Dạ vâng em Tùng à, xin chào anh em à, thì hôm nay em về một ít cái túi xách của hãng Milky, Makita, The One, Rigid và Boss à, thì em sẽ báo giá cho anh em à, những anh em nào quan tâm à, thì sẽ liên hệ mình à, và mình sẽ gửi đến anh em à, có cái giá luôn. Thì những anh em ở xa thì cái túi xách này à, mình sẽ ship toàn quốc cho anh em. À, thì đỡ cho mình sử dụng chung cái hiệu của anh em mà chưa có túi xách, và mình sẽ sử dụng đỡ xách đồ ngờ, đỡ mình đi làm. Ok, thì đầu tiên thì một cái túi xách của hãng Ryobi. Ryobi thì túi xách này, túi xách vuông, túi này từ Mỹ về. Đấy. Túi vuông này đựng được 3 combo. Đựng được 3 combo nha anh em. Đấy, túi này à, nó có mút ở trong này, túi vuông của Ryobi. Và giá của cái túi này là ba mấy được. Đấy, giá của cái túi này là 200.000. Thì mình sẽ đo cho anh em này. Đây là bờ ngang của nó là 26. Và bờ rộng của nó là 37. 37, bờ cao của nó là khoảng 20. Là cái túi này là túi Ryobi từ Mỹ về à, giá của cái túi này 200 ngàn. Đấy, có tay cầm và có Ryobi à, rất là đẹp. Và túi này là 200 ngàn nha anh em à, những anh em quan tâm thì liên hệ 0962 232 180 à, và tới tiếp đến thì một cái túi của Rigid. Rigid thì túi vuông. Túi vuông thì độ cao nó khoảng 10. Độ cao 10 và bờ rộng của nó là 37. 37 nha anh em, và bờ ngang của nó là khoảng 26. Đó, thì túi này túi vuông nó xách ở bên này và giá của nó là 200.000. Những anh em nào quan tâm liên hệ mình. À, túi Rigid 200.000. Này. Đấy, à, những anh em đã có máy Rigid á, thì mình sẽ mua cái túi Rigid à, về mình sử dụng chung ở Rigid của mình. Và túi The One. Túi này cũng vuông luôn. Túi The One thì 300 ngàn à, nó có Made in USA luôn, 300 ngàn từ Mỹ về. Và bờ ngang của nó là 42 à, bờ rộng của nó là 27 và bờ cao của nó là 10. Giá của nó là 300 ngàn. Đấy, em sẽ đưa cho anh em xem à, từ từ à, cái túi và em báo giá cho anh em. Và túi The One này 300 ngàn. Rồi à, túi cũng The One luôn. Túi này đựng combo hai máy à, hai pin một sạc, thì à, nó có chữ The One đây, giá cũng 300 ngàn. Đấy, cũng khá là rộng và cái đế nhựa ở dưới cũng 300 ngàn. Thì à, túi này mình đo luôn cho anh em nha. À, 36, bờ cao của nó là 23 và bờ rộng của nó là 23. Đấy. À, túi này 300 ngàn. À, túi này chỉ còn có hai cái thôi. Những anh em quan tâm liên hệ mình. Túi này à, người ta rất là chuẩn nè. Đấy, còn hai cái thôi. À, 300 ngàn. Rồi, à, tới túi The One luôn. Túi này thì rộng hơn. Mà nó không có chữ USA, cũng 300 ngàn. Đỡ ba mấy ok luôn. À, bờ ngang của nó là 40. Bờ rộng của nó là 32. Và bờ cao của nó là 22. 300 ngàn nha anh em.
Đây, à, túi này 300 ngàn. Hai túi đầu quanh 300 ngàn. Và túi này cũng 300 ngàn của hãng đầu quanh. Chỉ còn hai cái thôi. Để những anh em quan tâm liên hệ mình. Rồi, à, túi lớn của hãng đầu quanh. Túi này cũng khá là lớn nha. Và nó có cái 6 cái túi bên cạnh, 1 2 3 4 8 cái luôn, 8 cái bên cạnh. Và trong này nó có riêng luôn. Đây, túi này thì đựng đồ đi du lịch vẫn được. Đây, à, túi này 500 ngàn. Những anh em quan tâm liên hệ mình, túi lớn nha. À, mình sẽ đo cho anh em xem. Túi lớn 52, bờ ngang 52 và bờ rộng của nó này 32 và bờ cao của nó là 35. Đấy, à, túi này 500 ngàn. Cái này 500 ngàn chỉ còn hai túi thôi. À, những anh em liên hệ 0962 232 100. Rồi, à, tới túi Miyuki. Túi này 200 ngàn. Miyuki cũng đựng combo luôn. Đựng máy luôn. Và nó là 32. Cao là 21. Rộng của nó là 25. Đó, thì cái túi này 200 ngàn. Và combo túi Miyuki thì nó có mấy cái túi carbon đây. Đấy. Túi này cũng đựng combo luôn. Và 300 ngàn túi Miyuki. Bờ rộng của nó là 35. Bờ cao của nó là 22. Bờ ngang của nó là 35, 25. À, túi này 300 ngàn. Những anh em quan tâm liên hệ mình. Rồi, túi 18. Túi 18, cái túi này thì cũng khá là rộng. Có cái dây đeo luôn. Nó sẽ móc đeo đây. Móc đeo đây nha anh em. Đây. Túi này 400 ngàn. Nó là 442. 42. Và nó 28, cao 28. Rộng của nó là 28 luôn. Vâng, túi 18 400 ngàn. Đấy. Đựng cũng ba mấy vô tư. Và túi của Miyuki. Túi Miyuki. À, túi này 200 ngàn. Túi đứng này tận nãy là rigid. Rồi 200 ngàn. Túi này nha anh em. À, rộng của nó là 38. Dài 38. Rộng 20. Và cao 10. 200 ngàn. Và túi bot. Túi bot này cũng khá là rộng. Đựng ba mấy vô tư luôn. Đấy. Túi bot may rất là chắc chắn. Và thêu rất là đẹp. Cao 28. Rộng nó là 27. Và ngang của nó là 40. Túi bot 300 ngàn. Túi bot rất là chắc chắn luôn. Rất đẹp. Cáp rất chắc chắn. Rồi, tới túi to luôn. Túi này rất là hiếm nha. À, không có anh em nào có đâu. Có dây đeo. Cái túi này đựng được chắc cũng được 7 8 mấy, hai pin một sạc luôn. Đấy. Thì túi này 800 ngàn. Bờ rộng của nó là 60.
bờ cao của nó là 30 800 ngàn, và bờ ngang của nó là 35. Đấy, túi này đi về quê cũng được nè. Và túi này nó có cái đai đeo. Đấy, 800 ngàn. Rồi, tới túi Makita. Túi này 300 ngàn. Túi Makita thì nó may hai lớp, cũng rất là chắc chắn luôn. Có dây đeo luôn, dây đeo nè anh em. Đây có 1, 2, 3 3 túi là 6 túi bên cạnh để anh em đeo. Trong này có bỏ điện thoại rồi các kiểu này, bỏ vít rồi rất là nhiều. Trong đây kẹp luôn, kẹp lại luôn. Makita may rất là ghê gớm, có đeo luôn. Đây Makita 300 ngàn 37, cao 326, và ngang 20 22, ngang 22 300 ngàn. Túi Makita rất đẹp. Đấy, túi sách đai đeo luôn. Rồi tới một túi nữa, túi vuông. Túi vuông này đựng combo, có đai đeo luôn, đai đeo này. Cái này có hai màu, màu đen và màu xanh, thì giá 200 ngàn vuông. Thì anh em mà sợ trại máy thì sử dụng túi vuông. Chỗ này bỏ sạc nè, chỗ này bỏ một máy này, một máy này sạc, máy hai pin một sạc. Rồi 30 x 30 x 30, túi của Makita 200 ngàn. Và anh em muốn màu xanh thì alo em, có màu xanh. Đấy, túi này có đai đeo và rất là dày, Makita rất là dày. Rồi tiếp đến một cái túi nữa, túi Makita cũng rất là dài, 400 ngàn. Túi này đựng được ba máy thoải mái luôn. 52, cao 22, rộng 22 luôn, 23 rộng 23, cao 23. Đấy. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Thì những anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 180. Và cái túi này những anh em ở xa thì chuyển khoản cho mình. Tại vì gửi cái này cũng ít tiền, và chuyển khoản thì mình sẽ ship cho anh em thoải mái. Chứ ship code thì nó đi đi tới đi luôn nó cực lắm. Rồi, em toàn cảm ơn anh em.